Chào anh em nha, nay vô chinh phục lại con mái anh em ơi. Con mái với một con trống lẻ, hai con nó đá lộn cái clip vừa rồi anh em, mà mình bắt chưa được tại màu mình yếu quá. Với lại con mái nó không đá nha anh em, mái với con trống nó không đá mồi. Nay mình đem theo con trống cầu của mình quýnh với con mái. Đây, trống cầu chim chưa có lửa gì nha anh em, con mái cũng chưa có lửa luôn, hai con chưa có lửa gì hết. Giờ quýnh ghiền nặng bắt bắt cái con mái này về nuôi anh em ơi, mình kết con mái này quá, bắt con mái này về nuôi để cản đẻ anh em ơi. Giờ đem trống cầu với con mái vô quýnh coi nó có chơi không nha anh em. Mà quyết định mình phải bắt được con mái này về nuôi anh em ơi. Còn con trống kia không thành vấn đề, tại con trống kia như trống tơ mới lên hay sao nó không có dám đá. Nằm trong đây nha anh em, nước ngập quá lội vô phơi lên mày mà. Giờ mình bẫy mé mé hoài nha, để em tìm chỗ mình gài coi, quay cho anh em xem nha. Xong rồi nha anh em chờ xem nha.
Dính rồi anh em ơi, nghe cái ghen rồi, không biết trống hàng máy nha, nghĩ con máy đó anh em ơi. Rồi một con máy nó mời con trống này anh em ơi. Dính nha anh em, đúng là con máy này nó mê con trống rồi, biết mà đem con trống là lụm đầu thôi. Đây em nó, đây em nó chạy xẹt 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 qua đây. Cái lụp này test cho cái lụp này thấy có lý quá anh em, tự làm tự chơi anh em ơi. Còn con trống nữa ở trống anh em ơi, trống này trống tơ. Còn con trống trống nữa mà nó không dám đá nha, trống này trống tơ mới lên nè, tại vì nó ở con mình nè. Cái con trống mà bữa mình bắt được nó đá nó dí nó chạy tùm lum mà nó không dám lợi, rồi mình bắt được con trống nó cặp với con mái này, bởi vì nó dí con mái này đá quá trời luôn nè. Đó, nay mình đem trống cồ hay là lụm đầu thôi. Con này là nó mê con trống nè, chứ con mái bữa mình quýnh mái nó không đá, không dậm dĩ luôn, tới dĩ cái ngưng lại rồi, tới dĩ là ngưng lại rồi, nó không muốn đá con mái mà nó mê con trống. Đây, để mình bắt con coi thử chuyện này hay cỡ nào, đẹp sao nè. Nghĩ con máy này là con của con của con máy xẻ thì mình đánh nó nè, nhưng mà con của nó là chim rất là hay luôn nha, chặt ré nè, con này chặt ré nè, quắt cũng dữ lắm. Chân ba giải lận chứ không phải hai giải anh em ơi, ba giải mặt bén quá anh em ơi, đúng chim sẻ luôn nè, mặt bén ngót à, chim sẻ ức này lông trắng cũng nhiều nè, ức này cũng không tốt luôn nhưng mà không đẹp luôn nhưng mà cũng được, chim này chặt ré được rồi. Bắt về nuôi cản mái anh em ơi, kết con này quá. Này bắt được hơn nè, giờ còn trống nó quýnh tiếp này mà bỏ cho bao rồi.
dính nữa anh em ơi. Nghe cái beng không biết con nào đấy. Sao con kia còn quắc ta? Dính bên trong anh em ơi. À, con mồi mình quắc dính bên trong. Trống mình tách ra bên đây nè anh em. Dính rồi. Biết trống mái đây. Trống tờ quá. Biết sao một con mái nữa ta. Mái ở trống ta. Đây dính bên trống anh em ơi. À, con mái mình quắt. Mái mình quắt mà nó không lợi đá anh em ơi, đá ở trống nè. Đây. Ờ trống tơ, trống mặt lem. Tơ. Dạ trống này hay nha. Đuôi mất tiêu đuôi rồi. Cái đuôi gì vậy? Đuôi nhỏ này nè. Ủa, cổng này luôn chân đẹp quá ha. Đây, mở ra coi coi. Cổng chân đẹp chứ ta. Ờ, cái lụp này quýnh sướng quá anh em. Lụp bẫy ngon nha, nhại ghê ta. Ờ, con chim này nhỏ xíu hả? Cổng thoải mái nhỏ xíu trời. Em chim cẳng cẳng nhỏ xíu cục ngắn nè, cục giò này anh em ơi, con cục giò này quá đẹp luôn nè, mặt mày cũng đẹp nữa, trời lông cẳng trắng nhiều quá, kết 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 à. Đây hai con mái một con trống người ta. Còn con mái nữa. Vậy là đây hai con mái một con trống anh em ơi. Thì bắt hết luôn rồi. Giờ đâu còn nghe con nào nữa. Mồi mình đang kêu dưới nè. Nay sao chịu quắc không ơi. Còn không đá mái này đá trống không ta. Hai máy đã trống không? Cái con chim bắt trước, chim nó hay hơn chim này anh em ơi. Hay hơn chim này. Con kia chạch ghé, con này quắt không à, chứ không chạch ghé. Con này quắt dữ nè. Nhưng nó không chạch ghé. Nó xíu con à. Đúng là cái giống của con chim chim sẻ quá hay, quá đẹp luôn. Đổ vô bao. Rồi, đây được hai em anh em ơi. Hai con mái hết. Con mái đầu nè, con mái này hay nè. Con mái sau. Con mái sau thì nó quắc. Nhưng mà nhỏ con hơn con mái đầu luôn. Hai chim sẻ hết luôn. Quá đã anh em ơi. Rồi hai con này về mình vô lòng nuôi anh em ơi. Ừ, chim hay khó kiếm lắm rồi mà. Sao mà hai con này là phái trống, đá trống không. Trống cồ mình còn yếu lửa quá anh em ơi. La không chứ không có quắc. Con mái sau nay nó chịu chơi nè. Nay quắc à. Chứ căng lửa lung. Chơi tạm. Rồi tạm biệt anh em nha. Rồi clip này quýnh được hai con mái. Chim chơi tạm ổn, không hay.